Người tin vào thiên địa quỷ thần là người dễ được gia hộ. Hôm nay Khải Toàn đến cúng nhập trạch cùng anh gia chủ. Xính lễ chỉ toàn đồ chay vì muốn giảm sát sanh. Cũng trong ngày này, theo lời thỉnh cầu của anh gia chủ, Khải Toàn đã thỉnh và an vị bàn thờ ông Địa, ông Thần Tài, ông Công, ông Táo và cả bàn thờ Phật. Pháp khí các bàn thờ gồm những vật cơ bản nhất để cho người bắt đầu thờ phụng có sự tín tâm, nuôi dần niềm tin thờ phụng. Mỗi mảnh đất, mỗi khu vực đều có thổ thần thổ địa và những vị cai quản. Tà tình, tà tính dễ được phò hộ và không bị quấy phá bởi những từ trường tiêu cực. Việc thờ phụng hay thờ phượng tùy vào tâm thành mỗi người, xính lễ ra sao, bàn thờ lớn nhỏ thế nào, tùy tâm và điều kiện của mỗi người. Ngôi nhà này, Khải Toàn trợ duyên từ ban đầu, từ chọn nhà, sắp xếp bài trí phong thủy, tất cả mọi hạng mục của ngôi nhà, cũng như phòng làm việc của giám đốc và cả những nhân viên quan trọng. Mục đích cuối cùng của phong thủy là nhằm cân bằng từ trường. Anh gia chủ vốn là người thích sưu tầm đồ vật, nhất là những đồ vật liên quan đến phong thủy. Đồ vật, pháp khí của anh ta rất nhiều, nhiều vô kể. Vật phẩm toàn là những đồ đẹp và đắt tiền, vì thế có thêm cơ hội cho từ trường của mảnh đất tốt hơn. Tuy nhiên, trên tất cả, tâm tánh của con người là từ trường mạnh nhất. Tâm thiện thì từ trường thiện. Khi tâm tánh bất thiện, dù có bao nhiêu vật phẩm phong thủy đắt tiền cũng khó lòng mang lại sự an ổn. Sau lưng của ghế giám đốc ngồi có cặp kiếm, đây là sát khí, mệnh của gia chủ lại kỵ kim, không nên để kim loại gần và sau lưng của gia chủ. Mệnh anh gia chủ khuyết hỏa nên toàn bộ ngôi nhà được trang trí theo màu ấm. Ngôi nhà tọa bắc hướng nam, có vận khí tốt ở vận 8 và cả vận 9. Đây là gian thờ Phật, tuy chưa chỉnh chu nhưng cũng mang lại sự ấm cúng cho gian nhà. Mỗi khi đứng trước tượng Phật, chỉ cầu cho tâm lượng rộng như Ngài.